Hello các bạn, tôi là Tuấn đây. Hôm nay tôi và đội nhóm IBR đã hoàn thành cuộc đua chạy Upray với chức danh vô địch. Các bạn có biết để hoàn thành chức vô địch chúng tôi phải trải qua những điều gì không? Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ngày đầu tiên chúng tôi chạy với nhau 5 km. Ngày thứ hai chúng tôi cùng nhau cổ vũ chạy với nhau 10 km. Và ngày thứ ba, thứ tư chúng tôi cùng nhau cổ vũ chạy 30 km. Và ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chúng tôi cùng nhau cổ vũ và chạy với nhau 50 km. Và đến ngày thứ bảy, thứ tám chúng tôi cùng nhau cổ vũ, động viên, khích lệ, đôn thúc nhau chạy được 100 km. Và kết quả chúng tôi đã giành chức vô địch của cuộc thi Upray trên toàn bộ Việt Nam. Các bạn thấy điều đó tuyệt vời không ạ? Các bạn muốn học một bài học tiếp theo không ạ? Đó là đội nhóm chúng tôi luôn kỷ luật giúp đội nhóm gắn kết nhau, kỷ luật giúp đội nhóm thành công và vô địch. Vậy nên chúng tôi luôn kỷ luật cùng nhau, đi cùng nhau, khích lệ cùng nhau, và cuối cùng chúng tôi đạt được chức vô địch trên toàn bộ cuộc thi Upray. Thật là tuyệt vời khi các bạn đang xem video này. Xin cảm ơn, chúc các bạn thành công, sức khỏe, an lành.